Ngày 28 tháng 5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Hẳn và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Trung Hoàng tổ chức đoàn kiểm tra xây dựng nhà ở do Bộ Công an hỗ trợ trên địa bàn thành phố Trà Vinh. Tại đây, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến kiểm tra tiến độ xây dựng nhà ở của hộ bà Thạch Thị Samon và anh Thạch Phôn cùng ngụ khóm 7, phường 8 thành phố Trà Vinh. Đây là 2 căn trong số 1.300 căn thuộc về đề án hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh do Bộ Công an hỗ trợ. Cùng ngày, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đến kiểm tra dự án di dân sự cố sạt lở bờ biển khu vực Cồn Nhàn ở ấp Đông Thành, ấp Hồ Thùng, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải. Tại đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị thi công, chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ dự án di dân, không để phát sinh các vấn đề tranh chấp, khiếu nại về sau và hướng dẫn định hướng nghề nghiệp, chuyển đổi ngành nghề, giúp người dân ổn định cuộc sống. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, dự án di dân khẩn cấp sự cố sạt lở bờ biển khu vực Cồn Nhàn có 58 lô đất được xây dựng tại xã Đông Hải, huyện Duyên Hải. Đến nay, Ủy ban nhân dân xã Đông Hải đã tổ chức bốc thăm, bàn giao lô đất cho 40 hộ dân. Có 9 hộ dân thuộc diện đã tham gia chính sách tái định cư từ các dự án trước đây và 9 hộ dân đang tổ chức bình chọn xét duyệt. Nhân dịp này, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh còn đến kiểm tra dự án tuyến số 05 đoạn từ tỉnh lộ 914 đến nút N29. Đoạn từ nút N29 đến cầu C16 và từ cầu C16 đến kênh đào Trà Vinh, khu kinh tế Định An giai đoạn 1. Phát biểu với đơn vị thi công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Hẳn đề nghị đẩy nhanh tiến độ phấn đấu hoàn thành dự án vào cuối năm 2024. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đây là những dự án quan trọng tạo nên mạng lưới giao thông phục vụ cho các khu chức năng như khu công nghiệp và khu dịch vụ công nghiệp Cổ Lạc, khu phí Thái Quang, khu dịch vụ giải trí du lịch hồ nước ngọt Đôn Châu và kết nối trung tâm hành chính chính trị huyện Duyên Hải với các tuyến số 1 và số 2, đường tỉnh 914, quốc lộ 53, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân.